sau 2 năm mở shop và làm chủ cái shop này thì ngày hôm nay tôi chính thức rời khỏi cuộc chơi đây. Nói rồi nghe, đừng có ai cản tôi. Ủa mà chết cha, nhớ rồi. Bởi tôi nói nó khổ làm chủ cái shop cá anh chi cho đi, cũng vướng bận đủ chuyện hết trơn. Có những ngày sáng mở mắt ra tôi còn không biết là hôm nay tôi ăn cái gì, nhưng mà tụi nhỏ trong shop của tôi là lúc nào tôi cũng phải chuẩn bị đồ ăn sẵn ở trạng thái dư thừa, vậy tôi mới yên tâm nè. Rồi thì bắt đầu ở cái hồ của tụi chân châu nè, hổm gà chậm vía, cái tụi nó không biết làm gì mà được nhiều bạn thích lắm á, cho nên là trời ơi tôi bán không có kịp cho ăn luôn á, chứ đừng có nói là quay cái clip giới thiệu với mọi người. Cái tụi chân châu này nè, ngoài thu hút về giá tiền ra hả, thì tụi nó có những cái vẻ đẹp mà chấn động thiên địa luôn nè mọi người, thấy không? Trời ơi, nào là có kim sa lấp lánh, nào là cái bảng màu của nó cũng rất là nổi bật, xong rồi còn khỏe nè, sung nè, rồi còn mắt sai vừa phải nữa, thì hỏi sao không lựa chọn nó cho được. Đây, một cái người anh em mà cùng cha khác mẹ, cùng dòng khác họ, chân châu phiên bản siêu đỏ, gọi là chân châu lửa đó mọi người. Thì với một cái size chưa trưởng thành như vậy mà vạch đỏ nào nó ra vạch đỏ đó, thì mọi người nghĩ đi, lớn lên nó sẽ đỏ tới cỡ nào, đúng không? Rồi mà thôi, bỏ qua mấy con chân châu đi, bây giờ cái khúc này nó mới là quan trọng nè. Thì hiện tại là tôi đang có một số cái em lóc vảy rồng size ở cái ngưỡng là 17 đến 19, cái ngưỡng là mua liền là về chơi liền thôi, chứ không cần phải làm cái gì nữa hết trơn. Và cái tuổi này là đương nhiên tôi đã chăm rất là lâu rồi, cho nên là cái tình trạng sức khỏe thì mọi người thấy đó, trời ơi đâu có còn gì đâu mà phải bạc. Đặc biệt là cái phần giá là hiện tại tôi đang có một cái chương trình sale dành cho cái tuổi này, cho nên là cái giá của nó sẽ chấn động dữ lắm luôn. So với cái tuổi vảy rồng vàng size 6, 7, 8 như vậy nè, thì cái giá của nó chênh lệch không có nhiều đâu. Kiểu nhiều khi tôi cũng không hiểu sao tôi bán cái giá đó nữa, cho nên là đó, tại có mấy con thôi. Bạn nào mà có duyên thì chúng ta sẽ mua được một con như vậy về chơi với giá siêu hời nha. Và nói về tới cái vảy rồng thì đương nhiên là hổm ngày tôi đang cũng có một cái lô Barito size 6, 8 mà tôi không biết nó ăn trúng cái ngải gì nữa, mà cái con nào con nấy nó mập vạch thì căng đét vậy nè. Còn đối với mấy cái con mà size lớn thì lúc nào tôi cho nó ăn tôi cũng phải có cái nghi thức này nè. Nhìn đây. Cho ăn mà không có mấy cái nghi thức này tính ra tụi nó ăn không có ngon miệng luôn á nha. Trời, nhìn cái mặt cái kênh thấy mà ghét không. Thì sau khi tụi cá lóc nó no nê rồi thì bây giờ tôi phải qua tới mấy cái ẻm beta nè. Tụi beta nhà tôi nó ăn lúc gầy hai cái món kết hợp, một là trùng chỉ tươi, lớp nào tôi cũng cho nó ăn xen kẽ với một cái bữa là cám. Tại vì tôi cảm thấy là sau khoảng thời gian dài tôi cho tụi nó ăn thức ăn sống liên tục thì tụi nó cũng hay cứ bị những tình trạng như là xù vẩy với lại là khó tiêu lắm, cho nên là tôi xen kẽ vừa tiết kiệm được cái túi tiền của tôi mà làm cho mấy lưng cá của tôi nó cũng tự nhiên ổn định hẳn ra luôn. Bổ béo quá nó cũng không có tốt đâu, hổm gầy tôi cũng rút được cái kinh nghiệm sâu sắc là vậy. Đây xin trân trọng giới thiệu lần đầu tiên ra mắt cho mọi người thành viên mới tiêu sản của tôi mất 100.000. Để lần sau rảnh tôi sẽ quay mã kỹ hơn cho mọi người coi nha. Và trong vô vàn những cái đứa nhỏ ở trong shop tôi cần phải cho ăn, thì trong đó nó có cái hồ này. Đây cũng là một trong những cái hồ mà tôi cảm thấy là tôi cũng thích chơi nhất luôn á. Tụi này chơi đâu có tốn nhiều tiền đâu mà lại rất là đẹp nữa. Còn đây cũng là một cái sở thích đặc biệt của tôi. Mọi người có ai sở hữu một cái hồ toàn củ sừng như vậy không? Thì do là kiểu vừa bán vừa chơi đó mọi người. Trời ơi tôi khoái mấy con albino này cực kỳ luôn á. Cái tụi này nó ăn với lại là nó ở cũng sạch sẽ lắm, cho nên là mọi người hỏi là nó có khó nuôi không thì đương nhiên là không có khó rồi. Mà từ nãy tới giờ có ai xem video mà muốn thắc mắc là tại sao tôi phải lên Sài Gòn để làm chi không? Thì chuyện là tôi cũng đang sở hữu rất là nhiều dòng để chơi lắm rồi, nhưng mà tôi vẫn có một cái hồ tôi thích dữ lắm nhưng mà tôi chưa có. Và đó chính xác là một cái hồ cộng đồng nuôi những con cá săn mồi siêu to khổng lồ đó. Mà con gái chơi săn mồi chi chả. Đã đam mê thì không có cần tại xa. Và chính vì vậy là tôi muốn tự lên Sài Gòn lựa từng con cá một đem về đây nuôi. Mà trời, hổm gà tôi nói mọi người nghe này, cái này nó mới là cái vấn đề nè. Đã bán là không có lời rồi mà bây giờ coi cái cách bên tôi gói hàng là làm như tính tôi nó kỹ quá, mà thành ra tôi kỹ kiết rồi thành ra nó hơi lố hàng sao á. Nhiều khi khách tôi nhận hàng xong cái khui ra sao nó chết xong thấy con cá đâu chân trời, lại lừa đảo hay gì bán còn lá chuối không vậy, tới nỗi mà khui một hồi mấy chục ngàn lớp mà mới thấy tới được cái lớp con cá. Mà đâu phải tốn cái lá chuối không đâu nè, tôi vừa mới đầu tư chi cho một cái tủ lạnh 3 triệu bạc bự bành kia đó, để mục đích là để lá chuối thôi đó. Và để cho tôi có thể bỏ cái shop đi trong vòng nhiều ngày như tôi nói thì đằng sau cái shop tôi phải có bao nhiêu người đi hỗ trợ tôi đi nè. Chứ ngày nào đơn hàng nó cũng chất đóng vậy trơn, mà đóng hàng liên tục, đóng ngày, đóng sáng, đóng đêm, đóng khuya luôn á, mà còn không tải nổi mọi người nữa đó. Mấy ngày tới là thằng anh ấy lo nha. Bye bye, tôi đi đây. Một thân một mình dậm trường đi lên Sài Gòn. Ở nhà đừng có ai nhớ chị nha. Ủa là cái mặt vậy là nhớ dữ chưa? Làm như nó khoái mình đi lắm hay sao trời.